Chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh Trại Giới Hồng Phước ha. Thì hôm nay tôi quay cái ô giấy này lên là nó được bữa nay ngày mùng 8 tháng 3 thì cũng chúc các chị em phụ nữ thì có một ngày lễ thật là vui vẻ ha. Thì anh em cũng nhớ đến vợ con, mẹ và các chị mình ha. Đó. Thì quay lại với cái nội dung hôm nay tôi làm cái video này á là tôi nói về cái việc mà tôi bán trứng dế ha anh em. Thì có một cái khó khăn như thế này nè anh em. Thì tôi bán thì anh em ở xa tin tưởng mua cái trứng dế thì tôi rất là cảm ơn ha. Còn về cái nội dung bán á thì khi mà đã xác định mình mua rồi á thì gửi hàng đi. Đó, thì anh em nhận giúp mình nha. Có một cái điều như thế này nè anh em. Thì, tôi ở đây tôi cho anh em xem luôn. Đây. Đây là cái sổ ghi chép ở đây, một anh nè. Một anh tên như ở trên đây tôi, số điện thoại, có địa chỉ luôn, đến Hoài Đức, Hà Nội ha anh em. Thì tôi gửi ngày 4 tháng 3 đó. Thì bữa nay là 4 ngày, là hôm qua tới anh em. Thì cái anh này á mua chỉ có một khay thôi anh em. Chỉ mua có một khay thôi. Với cái khay trứng dế của tôi á, là 150.000 một khay thì gửi tiền ship. Quê tôi là ở Bạc Liêu ha anh em. Từ Bạc Liêu gửi đến Hà Nội thì anh này có hỏi á, là khoảng bao nhiêu tiền ship. Thì tôi mới trả lời á, thông thường á, tôi gửi Hà Nội á thì tại vì những cái anh ở Hà Nội á, thì mua nhiều, mua 4-5 khay thì trung bình á, chia ra trung bình mỗi một khay á, là khoảng bốn mấy gần 50.000 một khay. Thì tôi nói với anh như vậy thì anh tự cho là 40-50. Thì tôi nói khẳng định là tôi không biết cái giá tiền bao nhiêu, tại vì gửi đi ở tùy ở địa phương, tùy theo cái cân nặng nữa đó. Thì anh này ổng cho là 40-50, thì tôi nói là tôi không biết khoảng bao nhiêu tiền, thì tại vì tôi chỉ gửi khay trứng dế gì thôi và giao cho anh em gửi đó. Thì khi đến đó thì là cái tiền ship là 78.000 ha anh em, một khay trứng dế 78.000 đi đến Hà Nội, tại vì anh này chỉ mua có một khay thôi thì cái tiền phí vận chuyển nó hơi cao, mà 78.000 thì anh cho rằng là quá mắc, là anh không nhận hàng đó. Tôi nói với anh em á, cái gì mình không nhận hàng, ví dụ như mình gửi đi một khúc cây, một cục gạch gì, nói ví dụ vậy, thì nó không có thời hạn. Còn cái việc trứng dế anh em, khi mà gửi ra tới tới Hà Nội là 3 đến 4 ngày rồi, mà khi anh em không nhận hàng á, 100-200 ngàn đối với tôi không thành vấn đề anh em đó. 100-200 ngàn thì uống cà phê chút cũng hết, ăn sáng cà phê cũng hết, nó nói với anh em vậy đó. Nhưng mà anh này nó không nhận thì làm thứ nhất là cái khay trứng dế cực kỳ uổng, gửi về có thể là hư hoặc là nở rồi hư đó, gửi về tới đây cũng 3-4 ngày nữa rồi trả về, trong khi đó anh em ở đây chăn nuôi là rất là cực khổ rồi đó. Anh em chăn nuôi rất là cực khổ, nói với anh em vậy đó. Nuôi nấng con dế lên, lớn lên đẻ, ship cái khay trứng dế bán cho anh, xác nhận cái khay trứng dế bán cho anh đó, anh cũng xác nhận địa chỉ này nọ gửi tới thì anh cho rằng là cái phí quá mắc đó. Anh không nhận vậy là chết cái tụi em rồi, ở đây tụi tôi làm á đó, là trên tinh thần á là anh em chia sẻ với nhau. Cái khay trứng dế này tôi khẳng định với anh em, tôi không có bán cho tôi, mà tôi đứng ra để tôi bán lại, bán cho anh em cùng chăn nuôi với tôi đó. Các anh em thấy đó, khi mà khi trả về thì bản thân tôi nói chuyện với anh em
là tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Đó, nói rất là khó khăn. Thì mong rằng anh em ha, khi nào á mình thật sự mình cần, mình đặt hay trứng dế mình mua và mình tin tưởng ở chạy á, mình đặt mình mua, thì khi giao anh em thì anh em chấp nhận. Tôi nói về cái hình thức gửi của tôi ha, ở đây khay trứng dế 150.000 và gửi điện bưu điện, gửi đường bưu điện theo hình thức COD. Khi đến hàng đến thì anh em nhận và trả cái tiền phí ship. Ở đây tôi không bao tiền phí ship ha anh em. Đó, đó tôi nói với anh em gì đó, tôi không bao cái tiền phí ship. Thì anh em ở đây nhận, anh em nhận và trả tiền phí ship cho bưu điện. Thì tiền mắc, tiền rẻ, tiền nhiều, tiền ít thì tùy vào địa phương, tùy vào cái cân nặng ha anh em. Đó, thì quy chuẩn của bưu điện nó đã vậy rồi thì tôi đâu có thể nào mà tôi làm khác được. Nó thì cũng mong anh em chia sẻ rút kinh nghiệm, và anh em khi mà có xem được clip này, anh em nếu mà anh em xác định mua trứng dế ha, xác định mua trứng dế thì mình đã đặt. Nếu mà không xác định mua trứng dế tại trại cho tôi thì anh em không đặt, tôi không ép, tôi không ép anh em. Đó, thận mua vừa bán. Đó, khi đã đặt rồi anh em giùm ơn nhận hàng ha. Đó, thông cảm và chia sẻ với anh em ở đây ha. Anh em chúng tôi nuôi đã cực khổ lắm rồi anh em. Đó, anh em thử anh em vô anh nuôi, anh em nuôi đây thì biết cái khó khăn gì cái của tụi tôi như thế nào. Ở đây là làm nhỏ lẻ, kiếm từng đồng từng cắt thôi, chứ không phải như anh em có nhiều tiền thì không nói. Đó, nuôi nắng lên được con dế, bán được cái khay trứng dế cho anh em rất là cực khổ. Rồi thêm mà nếu mà tôi đã gửi cho một người rồi, ví dụ như chỗ anh Hệ, tôi đã gửi cho anh Hệ rồi thì tôi đã phải không gửi cho một người khác nữa, tính ra là mất rất là nhiều cái công. Bây giờ gửi và lại hư trứng dế nữa. Đó, anh em thử chia sẻ như thế nào. À, cũng thẳng thắn chia sẻ nói chuyện với anh em vậy luôn. Thì anh em khi nào, nhắc lại một lần nữa, khi nào anh em xác định đặt, đặt trứng dế rồi đó, khi mà chạy đã gửi anh em nhận nha, nhớ nhận giùm. Bơm hàng là ở đây rất là buồn đó. Rồi chào anh em ha.